Những năm gần đây, những con chip đầu bảng của Qualcomm vẫn bị xếp chiếu dưới so với cả chip dòng A của Apple. Và chính vì vậy thì mình nghĩ rằng là Qualcomm cũng sẽ muốn làm một cái điều gì đấy để dòng chip năm nay nó có thể là tiệm cận hoặc là vượt xa hơn chip dòng A của Apple. Và chính vì vậy thì họ đã dành tận 2 ngày để giới thiệu về con chip mới Snapdragon 865. Và mặc dù con chip này thì nó không có quá nhiều sự thay đổi về mặt tiến trình, về mặt hiệu năng vượt trội, tuy nhiên với những cái tính năng nó mang lại thì cá nhân mình nghĩ rằng thì nó vẫn sẽ là một cú hit trong năm 2020. Và lý do tại sao, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và trước tiên thì nếu như mà anh em muốn có một chiếc điện thoại với một khả năng xử lý chơi game nó là ngon nhất, nó là mượt mà nhất, thì bây giờ những chiếc smartphone mà chạy con chip Snapdragon 865 thì nó vẫn chưa được công bố tại thị trường đâu. Mà anh em chỉ có thể là tham khảo được những cái chiếc máy mà chạy con chip Snapdragon 855. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì bây giờ máy chạy 855 nó rất là ok về mức giá. Ví dụ như là chiếc Redmi K20 Pro hoặc là chiếc Mi 9 mình có tham khảo được tại XT Mobile thì mức giá anh em đang thấy lại cực kỳ là ngon luôn. Vậy nên là nếu như anh em muốn sở hữu cho mình những cái chiếc máy đấy thì có thể là tham khảo tại đường link mình để ngay phần mô tả bên dưới nha. Quay trở lại với cái vấn đề ngày hôm nay, đó là Snapdragon 865 thì nó có gì mới và khi mà đặt cạnh Apple A13 Bionic thì nó có hơn hay không, thì chúng ta sẽ cùng xét những cái điểm mới nhất của con chip này, đó chính là về cái mặt hiệu năng phần cứng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là như các bạn biết thì những con chip dòng A của Apple thì nó thường được hướng tới một cái, đó là tối ưu nhanh gọn cả phần cứng và phần mềm. Và nó sẽ giúp cho cái việc tối ưu game cũng như là tối ưu các app nó nhanh hơn. Chính vì vậy thì mặc dù là Qualcomm cũng cố gắng hết sức, thế nhưng mà những con chip Snapdragon của Qualcomm thì khi mà về tay từng hãng một thì nó lại bị tối ưu theo những cái cách khác nhau. Chính vì vậy mà sang cái đời chip Snapdragon 865 này thì Qualcomm đã quyết định rằng là họ sẽ tự cập nhật cái driver của cái GPU của mình, giống như kiểu là các bạn cập nhật driver của GPU ở trên máy tính ấy. Và cụ thể đó là GPU Areno 650 thế hệ mới trên nền tảng Snapdragon Elite Gaming thì nó sẽ giúp các bạn có thể là cập nhật được cái driver ở ngay trên cửa hàng CS Play. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có những cái thay đổi rất là lớn kèm theo đó là được cập nhật liên tục để mà có thể là tối ưu hóa hiệu năng của cái GPU này. Tiếp theo thì về mặt CPU, chúng ta có CPU mới là Creo 585. Với CPU này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiệu năng tăng thêm 25% cũng như là cái tiêu thụ điện năng thì giảm 25% so với cả CPU đời cũ ở trên Snapdragon 855. Và chỉ với hai điều đó thôi thì mình cũng thấy rằng là cái hiệu năng của con chip mới này thì nó đã vượt trội hơn so với cả con chip Snapdragon 855 rồi. Còn cụ thể mà nó có vượt qua con chip A13 Bionic hay không thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi xem khi mà những cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 865 đầu tiên ra mắt, như kiểu là chiếc Xiaomi Mi 10. Mình sẽ hẹn các bạn một cái video đánh giá chi tiết về cái phần so sánh hiệu năng sau nha. Còn bây giờ thì chúng ta cũng đến với cả những cái điểm thay đổi hơn nữa của con chip này, đó chính là về mặt camera. Khi mà chúng ta sẽ có một cái cảm biến xử lý hình ảnh mới. Cảm biến này thì mang tên là Spectra 480 thì về cơ bản thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nhiều thứ hơn. Với tối đa thì có thể là hỗ trợ đến camera có độ phân giải là 200 megapixel. Kèm theo đó thì các bạn có thể là quay 8K hoặc là đặc biệt hơn có thể quay slow motion 960fps tại độ phân giải 720p. Và thêm vào nữa thì nếu như mà sang năm nay khi mà Apple trang bị 3 camera ở trên những cái chiếc iPhone 11 Pro, 11 Pro Max thì họ có quảng cáo rất nhiều, đó là cái phần zoom giữa các camera hay là các bạn chuyển đổi góc quay ấy thì nó sẽ cực kỳ là mượt mà. Thì bây giờ Qualcomm cũng đã làm được điều đấy với cái tính năng AI Based Smooth Optical Zoom. Và chúng ta có thể là dễ dàng zoom qua zoom lại hay là thay đổi các góc camera mà cái sự cân bằng trắng của chúng ta nó vẫn sẽ giữ được rất là tốt, cũng như là cái chuyển cảnh của nó sẽ cực kỳ là mượt mà. Và đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cái con chip này có thể là cạnh tranh trực tiếp với cả những chiếc iPhone 11 Pro hay là iPhone 11 Pro Max. Tiếp theo nữa thì AI cũng là một cái điểm mà được Qualcomm hướng tới rất là nhiều trong 2 ngày qua. Với cái con chip xử lý AI mới thì chúng ta sẽ có cái hiệu năng xử lý AI cao gấp đôi, cũng như là cái tiêu thụ điện năng nó sẽ giảm xuống 35% so với các thế hệ cũ. Và với cái AI mới này thì chúng ta sẽ có thể là được hỗ trợ tốt hơn về cái mặt trợ lý ảo. Nó sẽ có thể là nghe cái giọng nói của các bạn dễ dàng hơn, cũng như là phản hồi một cách nhanh hơn. Qualcomm thì cũng rất là nhanh chóng kiểu là demo ở trên sân khấu rằng là cái AI mới này thì nó sẽ có thể là dịch một cái tiếng nói ra nhiều thứ tiếng khác nhau trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Và với thế thôi thì mình nghĩ rằng là cái machine learning lần này của Qualcomm nó đã rất là hứa hẹn rồi. Cuối cùng là 5G thì mình biết rằng là tại Việt Nam hiện tại thì vẫn chưa có 5G chính thức để các bạn có thể là sử dụng bình thường. Tuy nhiên thì với con chip Snapdragon 865 này thì nó sẽ là một cái gì rất là tương lai. Khi mà cái chuẩn 5G ở trên cái model X55 đi kèm với con chip này thì nó có thể hỗ trợ băng thông lên tận 7.5 gigabit. Nghĩa là anh em có thể là hoàn toàn tải một bộ phim trên Netflix về mà chỉ tốn có khoảng 2-3 giây gì đấy thôi.
Mà mình nghĩ rằng là đó là một điều gì đó rất là hứa hẹn, bởi vì là nếu như mà thời gian tới tại Việt Nam có 5G thì chúng ta sẽ là những người được hưởng lợi từ con chip mới này của Qualcomm. Và đó là những cái điểm chính ở trên con chip Snapdragon 865. Khi mà đặt cạnh con chip A13 Bionic thì các bạn có thể rõ ràng thấy rằng là chúng ta không có những cái tính năng xịn sò như kiểu là update driver cho GPU hay là có 5G. Mình không biết rằng sang năm sau Apple có làm 5G không, nhưng mà hiện tại thì chưa. Đó là những cái nhỉnh hơn của con chip Snapdragon 865 này. Vậy thì anh em nghĩ sao về những cái thay đổi vừa rồi? Anh em có nghĩ rằng là con chip này thì nó sẽ khủng hơn, nó sẽ ngon hơn so với cả con chip A13 Bionic đến từ Apple hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ngay phần comment bên dưới. Và đừng quên rằng là hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có những cái chiếc smartphone chạy được con chip Snapdragon 865 đâu. Vì vậy nên là hiện tại thì nếu như mà muốn mua ngay một chiếc điện thoại để mà chơi game ngon thì có thể là tham khảo được những cái chiếc điện thoại như kiểu là K20 Pro hay là Mi 9. Mức giá của nó đang cực kỳ tốt tại XT Mobile nha. Phần link mình sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới thôi. Cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã theo dõi đến đây. Đừng quên là nhấn like, nhấn subscribe cũng như ấn nút chuông để có thể là theo dõi những cái video đánh giá hiệu năng tiếp theo đến từ Relab. Bọn mình sẽ rất là sớm thôi để đánh giá được những cái chiếc điện thoại mà chạy con chip Snapdragon 865 này và đưa tới video cho các bạn. Đừng quên là theo dõi nha. Xin chào, hẹn gặp lại.